Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 162, Diễn đàn Độc lập xin trình bày trận thứ 3, 6 tháng 1 năm 2021, Tổng thống Trump, nhiệm kỳ 2. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia. Để bước vào cuộc chiến thì trước hết phải hiểu hai bên của cuộc chiến. Thứ nhất là thành phần của cuộc chiến. Về phía Tổng thống Trump, đến nay cả thế giới đến tận cùng ở châu Phi, báo chí cũng đã ngưỡng mộ ông là một người hùng của thế giới châu Phi năm 2020. Tổng thống Trump có một gia đình đàng hoàng, một người tin Thượng Đế, người có nghị trình lớn cho nhân loại, quan tâm đến sự nghèo khó của cộng đồng thiểu số, bất khuất trước xảo trá của chính trị Mỹ dân cũng như truyền thông bất lương, v.v. Với hai nghị trình xả đầm, giành lại nước Mỹ vĩ đại và người Mỹ ưu tiên, ông đã phơi bày và bẻ gãy âm mưu lật đổ cướp nước, chứ không chịu tạm mua bình yên để chờ ngày giao chìa khóa. Về phía đối thủ của ông, không phải chỉ có Biden, mà là toàn bộ có các lực lượng như sau. Thứ nhất là lực lượng toàn cầu hóa mà bọn truyền thông bất lương và đám sĩ phu mù mờ đã không tiếc lời chửi Tổng thống Trump là chủ chướng người Mỹ ưu tiên, là cô lập, dám chống lại chủ trương toàn cầu hóa mà họ ủng hộ. Thứ hai là Đảng Cộng sản Trung Quốc, với cái lưới giăng khắp hoàn cầu qua một từ ngữ dịu dàng, vuốt ve, chải chuốt như là thiếu nữ quần thoa áo lụa trước gió xuân. Đó là con đường tơ lụa. Nay đã đổi thành vòng đai thép đúc, một dây đai, một con đường. Dây xích đó đã trói hết cả hoàn cầu từ Á, Âu, Phi, Úc. Nhờ vũ khí hiện đại nhất là tiền đến đâu, xỏ sâu đến đó. Chỉ còn một nước Mỹ vì ông Trump đáng ghét không chịu nhảy vào để hưởng lộc, mà lại nhảy ra, kéo theo cả Đảng Cộng Hòa đang nhút nhát, ngoại trừ cái đám Reno, u mê, ngu dốt. Tiền của Trung Cộng trở thành vũ khí hiện đại nhất lịch sử, khuynh đảo các chính quyền khắp nơi. Nay đã rõ là thao túng, bấy nhảy cả hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ. Gián điệp Trung Cộng ăn nằm trong cả Ủy ban Tình báo Thượng viện, Hạ viện mấy chục năm, tiêu biểu như là tùy viên của bà Feinstein hay là nàng phan phẳng của anh hùng chống Trump Swalwell. Đến thứ ba là Đảng Dân Chủ ngày nay, ủng hộ toàn cầu hóa, ủng hộ vành đai con đường, tuyên bố xã hội chủ nghĩa qua cửa Obamacare đã mở, theo gót Liên Hiệp Châu Âu kéo mất quyền lợi. Liên Hiệp Châu Âu thì đã ký hợp đồng với Trung Cộng, tham gia vào vành đai con đường. 27 nước đã xóa bỏ biên giới rồi. Ở đây, Dân Chủ đòi đạp đổ tường rào, ngăn chặn việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia, xóa bỏ biên giới là chuyện đâu có gì là khó hiểu. Vừa qua con virus Trung Cộng kể như đã được hỗ trợ gián tiếp cho Dân Chủ để đánh Trump và tạo ra một cuộc bầu cử gian lận lớn nhất lịch sử, tràn ngập như là nước lũ tha hồ mà lạnh hụt. Dân Chủ đã biến bầu cử nước Mỹ vĩ đại nhất thế giới thành nồi cháo heo, thành cái mớ bùi nhùi, tệ hơn là các nước thứ ba, và trở thành hai ba cuộc chiến kể như đi theo chủ nghĩa toàn cầu hóa đánh lại nước mình. Thứ tư là các lực lượng khác. Mỗi một tổ chức lại có một vẻ khác nhau. Lực lượng Antifa là BLM hay là BAMN và có thêm một lực lượng khác như đâu là tổ chức hành động. Antifa thì không có pha thì làm gì mà có anti. Hoa Kỳ có phát xít hồi nào mà đẻ ra cái chống. Và họ đi đánh khắp nơi. Ai mà hé môi nói khác hay là ủng hộ Tổng thống Trump hoặc là đội mũ MAGA thì coi chừng bị đánh. Xã hội từ tự do đã biến thành bị khống chế vì sợ như thế. Bắt đầu của một cái xã hội gì? Người thật sự tị nạn thì chắc phải rõ. Nhưng là bí đen thì còn cho rằng đây chỉ là cái ý tưởng mà thôi. Đến BLM thì lãnh đạo của tổ chức này đã hãnh diện tuyên bố là rõ là họ đã được trang bị kiến thức và tư tưởng Marxist. Đến BAMN, tức là lực lượng dùng bất kỳ phương tiện gì cần thiết. Đây là phương châm nền tảng của Cộng sản, lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Nói nôm na, nghĩa là vì cái tương lai hứa hẹn tốt đẹp kia mà có quyền dùng bất kỳ hành động nào, hình thức gì, bất chấp có phù hợp với nhân bản, đạo đức hay là không. Khi đến là một tổ chức mà bình dân của chúng ta ít ai hiểu hết ý, gọi là hành động. Hoa Kỳ là nước dựa trên nhân bản, tự do và pháp quyền, đã có hệ thống thể chế Cộng hòa tam quyền phân lập, có hiến pháp mẫu mực cho cả thế giới. Nền pháp trị vững bền qua hơn 244 năm, có cần một tổ chức hành động của cựu Tổng thống Obama hay không?
Tổ chức hành động để làm gì? Khiến ông mãn nhiệm không về hưu để hưởng lộc mà mua dinh thự cách tòa Bà Đốc vài ba dặm. Có phải ông lo cho quốc gia này không có người cai quản tài giỏi hơn ông? Hay là chương trình thay đổi tận gốc của Hoa Kỳ như ông đã tuyên bố mà chưa hoàn thành? Đây là tất cả những câu hỏi cho những ai ủng hộ đối thủ của ông Trump có thể tìm hiểu. Kế đến là quyền lực của một chính phủ không ai thấy mặt mũi đã gây ra không ít khó khăn cho Tổng thống Trump trong 4 năm qua. Đến thứ năm là Big Tech, là các hãng xưởng kỹ thuật. Đến nay hầu như ai cũng biết là Trung Cộng thao túng, đã kiểm duyệt thông tin của cả người Mỹ. Thứ sáu là cái mà gọi là đệ tứ quyền, tức là truyền thông gọi là dòng chính, mà nay đã bị gọi là truyền thông thổ tả, hay là truyền thông bất lương, hay là fake news, thiên vị một bên dân chủ và thường làm cho Trung Cộng hài lòng. Đến đây, hai bức tranh tương lai của Hoa Kỳ đã rõ. Bức tranh thứ nhất là chủ quyền quốc gia cũng là chủ quyền của toàn cầu. Tứ hải chung một thuyền hướng về chủ nghĩa xã hội hóa toàn cầu. Liên bang Xô Viết không còn thì bây giờ là Trung Cộng dẫn đầu. Một xã hội là thế giới đại đồng, nhân loại anh em chung sống hạnh phúc. Hình mẫu chọc trả, tức là Job Charles, ở các thành phố tự trị vượt qua của đảng Dân Chủ mới, đã được dựng lên tưng bừng ở các tiểu bang và các thành phố Dân Chủ trong mấy tháng trước, sau khi họ đã cố đốt phá các tượng đài, xóa đi lịch sử. Và bức tranh thứ hai là giữ lại toàn bộ di sản từng nước cá thể, có văn hóa riêng, có chính thể riêng, có đặc trưng dân tộc riêng, lịch sử riêng. Hoa Kỳ vĩ đại, tự do, nhân bản như trước. Đây là cuộc chiến một mất một còn mà chúng ta đã nói trong nhiều bài trước, chứ không chỉ là bầu cử. Vậy ai đi bên nào đã có chủ kiến để chọn lựa? Bây giờ đã khá trễ nhưng vẫn còn chút cơ hội để thức tỉnh, lấy lại sự minh mẫn mà truyền thông bất lương cũng như sĩ phu tham lam đã đánh cắp của chính mình trong mấy chục năm qua. Hoặc là nhìn đàn con cháu của chúng ta mà chọn một tương lai nào cho chúng để quyết định ủng hộ Biden hay là Tổng thống Trump. Phần thứ hai là sơ lược về tình hình hiện nay. Năm 2020 sắp qua, con số cặp đôi 20-20 như là hai cái đĩa cân còn mãi trên tay của người phụ nữ bịt mắt. Tay kia cầm một thanh kiếm và chân thì đã đạp lên đầu con rắn. Một biểu tượng đầy ý nghĩa, nhất là ở Hoa Kỳ lấy nhân bản và nền pháp trị làm gốc. Năm 2020 quả là một thử thách to lớn và căng thẳng như chiếc đồng hồ vĩnh cửu sắp đứt dây thiều. Bình dân gốc Việt, nói là bình dân, tức là người không có bị tẩy não đầu độc, có thể phán ngay rằng là chơi dao có ngày đứt tay hay là đi đêm có khi gặp ma. Quả vậy, Hoa Kỳ tồn tại vững mạnh nhờ vào nền pháp trị công minh liêm chính và tự do nhân bản. Nay lại phải đối đầu với chính cuộc khủng hoảng thuộc về pháp lý và nhân sinh. Thành trì sau cùng, cho tự do nhân bản, cho toàn thế giới, nay phải trải qua một thử thách nghiệt ngã chưa từng thấy, có thể nói là trong lịch sử của cả nhân loại. Đó là một cuộc gian lận bầu cử quy mô chưa từng có trong lịch sử chính trị thế giới. Và toàn bộ hệ thống pháp lý từ chân cho đến đỉnh gần như là bị tê liệt. Tại sao như vậy? Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng trả lời phải tốn rất là nhiều thời gian. Riêng về bài này thì chúng ta nói đến sự chờ đợi từng ngày, nhìn đăm đăm vào hai cái đĩa cân 20-20 đông đưa chuyển dịch sang 20-21. Và mọi người đang chờ từng phút xem một giọt nước lung linh sẽ điểm vào đĩa nào, bên phải hay là bên trái, để quyết định vận mệnh của thế giới tự do. Và nhất định nó sẽ điểm vào đĩa bên phải. Năm 2021 là năm đánh dấu nền pháp trị của Hoa Kỳ và tự do nhân bản có còn chăng. Bình dân chắc có người thắc mắc tại sao có cuộc gian lận bầu cử lớn đến như thế và tại sao là hệ thống chính trị Hoa Kỳ lại bị tê liệt trong khi quyết định ai làm tổng thống sau 4 năm của Tổng thống Trump. Các yếu tố trên đây đã trả lời rất rõ cho câu hỏi này. Liên bang Xô Viết không còn nữa, Trung Cộng thì thực hiện ý đồ nghìn năm không đổi là chỉ huy toàn thế giới, đang trên đường biến toàn thế giới làm một ở dưới chế độ Cộng sản. Dân chủ thì vì tham vọng quyền lực đã dùng những lực lượng không nên dùng và cứ mỗi lần một bước thành công là một bước nhượng quyền cho chủ nghĩa đi theo những quyền lực đó. Dân chủ đánh Tổng thống Trump cũng y như là đánh Tổng thống Reagan khi ông chủ trương dẹp tan đế chế ác ma Liên bang Xô Viết.
các đại diện hay là các quan chức không khéo, háo danh, hiếu sắc, tham tiền, tiền đến đâu thì xích xiềng đến đó. Cái chiêu xăm tà tu ở sau gáy để sai khiến của những thế lực ngầm có từ xưa đến nay chứ không phải mới đây. Nhiều danh nhân đã đành rời ghế danh vọng hay là anh hùng, hiệp sĩ, mạnh như vâm, bỗng chốc mềm như bún, lủi thủi ra về để giữ mạng là chuyện xảy ra hàng ngày. Gia tộc Bí Đen có quan hệ chặt chẽ làm ăn tiền triệu tiền tỷ với Trung Cộng. Bí Đen đã nhiều lần nhiệt tình ủng hộ Trung Cộng. Ông cũng đã khẳng định rằng Trung Cộng vươn lên là tốt cho Hoa Kỳ và cả thế giới. Và ông ta đã từng chửi Tổng thống Trump để bênh vực Trung Cộng. Bí Đen cũng đã từng chống viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để cho lính Việt Nam Cộng Hòa đấu võ tay với súng của Trung Cộng. Bí Đen từng coi khinh và xua đuổi người tị nạn Việt Nam. Và nay, tuy là điều tra chưa tới nơi, nhưng không có nghĩa là anh Joe Bí Đen và thằng con Hunter, gọi là thợ săn, đã hoàn toàn thoát tội tham nhũng hay là có thể phản quốc không chừng. Và bây giờ tại sao một số cơ quan của chính phủ và truyền thông bất lương lại đổ cho Nga, đồng thời là đòi giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, tức là ông John Ratcliffe, phải trì hoãn báo cáo cho văn phòng chính phủ Tổng thống Trump để làm gì? Điều này có thể hiểu, một là hướng tầm mắt ra xa cái dấu tà tu ở sau gáy của mình, và thứ hai là không cho Tổng thống Trump kịp thời thấy cái dấu tay của Trung Cộng xen vào bầu cử để mà Tổng thống Trump không thể áp dụng các lệnh hành pháp. Vì trong luật thiết quân luật hoặc là Insurrection Act lại có và cái sắc lệnh hành pháp lại đòi hỏi phải có bằng chứng của nước ngoài xen vào cụ thể hoặc là bên trong thông đồng cấu kết với nhau. Truyền thông bất lương và các đài báo tuyên truyền Việt ngữ 4 năm qua tuy hầu như lần nào cũng nói bậy chửi ẩu, vài hôm sau thì sự thật về ông Trump hóa ra trái ngược. Bọn họ vẫn không biết ngượng là gì, bình dân không trách họ làm gì, bởi vì đã gọi là bất lương thì đâu có cần phải đạo nghĩa, cho nên họ tiếp tục vặn vẹo xuyên tạc, trổ thêm cái tài đầu độc kháng thính giả của họ, tiếp tục trung thành là chuyện dễ hiểu thôi. Về chuyện gian lận bầu cử vừa qua không còn là vấn đề hay là không có cần phải tranh cãi gì nữa, vì cả thế giới đều biết hết cả rồi. Vấn đề bây giờ là định nghĩa tự do có kèm theo cái tự do gian lận hay không? Và chúng ta hãy thử hỏi họ xem, bằng chứng như thế, nhân chứng như thế, bây giờ phải giải quyết làm sao? Đem đốt hết, chôn hết, liệu có ổn không? Hoặc là cứ lầm lì như bao lần khác, kêu gọi cho qua đi. Cùng một nhà với nhau là ở Hoa Kỳ là Red, White and Blue, tức là biến chuyện to quá nhỏ để hướng tới tương lai. Chỉ có làm sao lần sau nó không có nữa. Nói đạo đức nghe hay lắm. Cướp của người ta rồi, giảng đạo đức, bảo hãy bỏ đi. Nếu là chuyện không đáng, thì tha thứ, không bắt tội thì có khi như vậy. Nhưng đàn này kêu gọi bỏ đi mà là kết quả ăn cắp vẫn thuộc về tay kẻ cướp, về tay của mình chứ không trả lại. Đây là cái đạo đức gì? Ở xứ nào? Và ăn nói làm sao với lũ trẻ? Đây có phải là giá trị người Mỹ mà họ thường hay hát không? Đến phần thứ ba là nói đến sự tê liệt của các cơ quan hữu trách, các ban ngành hữu quan. Bình dân nói như là từ dưới ruộng mới lên, cứ để cho sự vật tự nói. Ông quan Barr hay là ông Kraft đều là miệng của quan. Hai ông này không có mặt tại chỗ. Hàng triệu tờ giấy phiếu nó không biết nói, nhưng nó là thật. Hàng ngàn nhân chứng trực tiếp tranh đấu tại hiện trường gây án. Mỗi người một vụ. Và đơn cử như là phiếu vọt lên hàng trăm ngàn cái một. Hoặc là 68% sai số trong một máy. Hoặc là hàng trăm ngàn phiếu bi đen. Bỏ trống thượng nghị sĩ và dân biểu. Hoặc là không có nhân viên chuyển dạ sắp sinh đột ngột mà đuổi quan sát viên của Cộng Hòa ra rồi đóng cửa, đóng cà tông để chia cửa sổ làm gì? Một sinh trong đó à? Đã gần 2 tháng qua, bình dân Hoa Kỳ đang chứng kiến tòa án nhỏ đến lớn đều không nhận đơn kiện và cục điều tra liên bang cũng nín thinh. Bộ Tư pháp hình như là đi trốn hết rồi. Họ không phải là sợ hay là đang cách ly vì đã bị dính virus Trung Cộng, mà tất cả đều đột nhiên bị mắc chứng tê liệt hết rồi. Ông chánh án Robert thì lại lòi ra có tên trong cái vụ Jeffrey Epstein. Thảo nào, bây giờ là người dân có thể nghĩ ra tại sao ông đột nhiên đổi ý bỏ phiếu cho luật bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Một phiếu của ông đã mở đường cho vào chủ nghĩa xã hội. Sau đó là McCain vì ghét Tổng thống Trump nên chơi ngay một phiếu nhét nút luôn, khiến cả nước hơn 10 năm qua không có thể làm bộ luật thứ hai để thay thế. Tổng thống Trump chỉ còn cách là phải bẻ cái ổ khóa
đó là ký sắc lệnh bỏ cái phần nộp tiền phạt nếu không chịu vào cái kia ấy. Đến ông McConnell, chủ tịch đa số ở Thượng viện Cộng hòa, cũng phản thùng, đi chúc mừng ông Biden. Trong khi đảng Cộng hòa của mình đã bị ăn cắp bầu cử và cao trào ủng hộ đảng cho tới 75 triệu cử tri còn đó. Rốt cuộc thì loài ra là vợ tao làm ăn với tao. Nhưng chờ xem ông có cần tương lai chính trị hay không. Đến ông William Barr, lại lủi thủi về vườn. Không ai biết là tại sao ông im lìm không có điều tra vụ scandal lớn nhất hiện nay là thợ săn bí đen và bí đen, và lấp liếm trong khi bằng chứng gian lận bầu cử thì tràn ngập. Ở bài trước, Bình Dân chúng ta cũng đã nhắc tới ông Barr rất là khéo léo trong khi dùng chữ, khi ông nói, cho tới lúc này, tức là up to date, tôi không thấy có bằng chứng tràn lan có thể làm thay đổi kết quả bầu cử. Có nghĩa là cho đến quá 12 giờ đêm lúc đó thì ông có thể nói ngược, không ai trách được. Nhưng tránh một lúc không thể tránh được lâu. Và ông đã nghỉ việc. Không ai biết là ông đã mắc cái loại dây thòng lọng loại nào. Đến Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cũng bị đuổi hôm ngày 9 tháng 11. Lúc đó thì Diễn đàn Độc lập cũng đã đề nghị để cho Bình Dân tự hiểu. Thì bây giờ quý vị chắc đã hiểu. Ngày 3 tháng 11, Tổng thống Trump đã chứng kiến gian lận bầu cử ngay khi các tiểu bang đột nhiên ngừng đếm, khi phiếu của ông đã lên cao đến vào lúc nửa đêm. Thì Tổng thống Trump dĩ nhiên có lý do để bất tín nhiệm. Phòng khi mà ông dùng quân đội có thể bị trở ngại, thì ông đã bẻ gãy cái âm mưu chống lệnh đó. Dụng mộc cũng như dụng nhân, loại không làm rừng cột được thì phải bỏ, chứ không cưỡng cầu. Nếu mà dùng thì nhà sẽ sập. Đến ông James Mattis, tướng về hưu và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã từ chức vì bất đồng quan điểm ở chiến trường Syria, bãi trình mà Tổng thống Trump đã giải quyết vô cùng gọn đẹp. Ông cũng đã ra để ủng hộ Biden và đòi bỏ luôn cái nghị trình American First. Tổng thống cũng đã biết bản chất của dân chủ nên đã chuẩn bị sắc lệnh khẩn cấp ký ngày 12 tháng 9 năm 2018 và có thể dùng quân đội theo luật Insurrection Act năm 1870. Nhưng cho đến giờ này thì nhìn sự tình, Bình Dân thật là không dám tin hoàn toàn là ông có thể dùng. Không ai biết, không ai dám chắc là các sĩ quan quân đội có dính vào cái vũ khí hiện đại của Trung Cộng, như là Bình Dân đã viết từ bài vũ khí hiện đại của Trung Cộng cách đây khoảng 7 tháng về trước, hoặc là có bị đóng dấu tà tru của một chính phủ bịt mặt ở sau gáy hay không. Hiện tình đất nước sau 8 năm của Obama và các dữ kiện vừa mới nói chính là nguyên nhân có kỳ nhân Donald Trump ra kế nhiệm. Chỉ với hai nghị trình, một là xả đầm, hai là làm cho nước Mỹ vĩ đại, đặt người Mỹ trên hết. Hai nghị trình to lớn này đã khiến ông bị chúng chặn đường và đánh tơi bời trong 4 năm qua. Và cũng theo cái lẽ tự nhiên, khi bị đánh thì lẽ phải càng gia cố mạnh mẽ hơn, và kẻ đánh thì lại tự phơi bày cái suy đồi đạo đức của mình. Kẻ đánh người ngay, chỉ còn cách là dùng cái giả như là chụp mũ, vô oan, cài bẫy, âm mưu gian kế, hoặc là càng trong chất, mưu ma trước quỷ, thì hành sự càng gian ác. Dân chủ giám sát và đánh ông Trump liên tục chính là tôi luyện cho Trump thành thép. Càng bị đánh, thì ông cần phải cảnh giác, giữ mình thật trong sạch, nhất mực vì dân, vì nước. Chỉ làm việc phải, công minh, liêm chính, không lấy gì để mà đánh ngã. Trong mỗi trường hợp đều có phòng bị 5-7 lớp 7. Bẫy này chồng lên bẫy kia. Và chính vì vậy mà dân chủ và truyền thông bất lương sụp hố của mình hết lần này đến lần khác. Và bây giờ trong trận chiến quyết định lớn nhất lịch sử này cũng vậy. Những kẻ sâu dân mọt nước, vì lợi quên nhà, như những sinh vật đầm lầy đã bị phơi trần lem luốc. Đảng phái chính trị tự phơi bày bản chất mỹ dân, phái đạo lưu manh và lừa bịp. Về mặt tích cực, thì đối với những cá nhân bị phơi trần như là mèo trong ao cạn này, thì tuy rằng là hận ông Trump, nhưng rồi sẽ cảm ơn, vì chính nhờ ông Trump một lần cho xong, bứt được cái sợi dây thòng lọng. Khi sự thật đã phơi bày, thì chủ nhân của những sợi dây thòng lọng ấy không còn lợi dụng để sai khiến được nữa. Như ông xếp tòa, ông bộ trưởng, ông chủ tịch, hoặc ngay cả bí đen cũng vậy, vân vân. Không còn sợ bóng đêm nữa, mà chỉ lo cho những ngày sắp tới. Có khi là tìm cơ hội giúp cho Tổng thống Trump để có chỗ nhờ trong tương lai. Và cho dù hiện nay những sinh vật đầm lầy chưa bị cho vào củi, bởi chính phủ núp bóng đã lấy đi quyền lực của người dân, khiến chính phủ không còn quyền tư pháp, không có cục điều tra liên bang. Nhưng người dân và cả thế giới đã thấy, 4 năm nữa của Tổng thống Trump là cần thiết để tiếp tục nạo vét đầm lầy.
và tổ chức lại một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân đúng nghĩa. Bây giờ đến phần thứ tư, tức là vào trận thứ ba, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trận này có một trong hai kết quả. Một là chấm dứt, Biden rút lui, Tổng thống Trump cùng với 75 triệu quân ca khúc khải hoàn. Hai là kéo dài cho đến sau ngày 22 tháng Giêng, vì ngày đó là hạn chót tối cao pháp viện xét xử những vụ kiện các tiểu bang chiến địa đã vi hiến. Và ngày 6 tháng 1 sẽ diễn ra như thế nào? Thứ nhất là Phó Tổng thống Mike Pence là Chủ tịch Thượng viện sẽ thực thi Điều 2.1.1 của Hiến pháp để đếm phiếu. Vấn đề bất thường ở đây là có hai bộ phiếu cử tri đoàn, một là của dân chủ bầu cho Biden, mặc dù đang tranh chấp về kết quả gian lận, nhưng thống đốc các tiểu bang chiến địa lại vẫn xác nhận. Và một bộ khác của cơ quan lập pháp ở các tiểu bang này do cử tri đoàn gọi là dual electors thuộc về phía Cộng hòa lập ra, bầu cho Tổng thống Trump. Tức là một thuộc về phía hành pháp và một thuộc về phía lập pháp. Luật về đếm phiếu ở đây rất là phức tạp. Về phần này, trong Điều 2.1.1 của Hiến pháp có mấy cầu. Cầu thứ nhất là cử tri đoàn phải nhóm họp tại tiểu bang của họ và bầu bằng phiếu cho hai người. Tuy vào ngày 14 tháng 12 vừa qua tại Georgia, thống đốc và tổng thư ký của tiểu bang đã cho cảnh sát ngăn chặn không cho cử tri đoàn của Cộng hòa vào phòng họp, nhưng mà họ vẫn bầu phiếu cho Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence và lập danh sách gửi về chính phủ theo yêu cầu 2, 3, 4 dưới đây. Cách thứ hai, họ sẽ phải lập một danh sách những người đã bầu cho và số phiếu đã bầu cho mỗi người. Câu thứ ba, danh sách mà họ phải ký vào và xác nhận và niêm phong chuyển giao đến chính phủ Hoa Kỳ, đến thẳng chủ tịch của Thượng viện. Câu thứ tư, chủ tịch Thượng viện phải, với sự hiện diện của Thượng viện và Hạ viện, mở tất cả những chứng thư và những phiếu bầu phải được đếm ngay sau đó. Đến câu thứ năm, người có số phiếu cao nhất sẽ là Tổng thống. Quay lại câu thứ tư là câu rắc rối nhất. Nó đã không minh định rõ ràng việc làm của chủ tịch Thượng viện, Mike Pence. Phần đầu câu nguyên văn như là chủ tịch Thượng viện với sự hiện diện của Thượng viện và Hạ viện mở tất cả những chứng thư. Như vậy ông có quyền chọn mở toàn bộ chứng thư của cả hai bên, hoặc là một bên của cơ quan lập pháp tiểu bang, là phiếu của Cộng hòa bầu cho Tổng thống Trump. Và phần cuối câu, mệnh đề độc lập ở dạng thụ động, nguyên văn như sau. Và những phiếu bầu phải được đếm ngay sau đó. Phần này lại không rõ ở chỗ là phiếu bầu nào. Phiếu bầu theo chứng thư của hành pháp là thống đốc thuộc về Biden, hay là phiếu bầu theo chứng thư của lập pháp thuộc về Trump, hay tất cả các phiếu bầu có trước mặt của cả hai bên. Và điều không rõ này có thể dẫn tới tranh cãi. Tin rằng ông Mike Pence đủ thông minh để chọn bộ phiếu của cơ quan lập pháp đại cử tri bầu cho Tổng thống Trump. Chống đối là điều chờ đợi, chứ không phải là lo sợ. Và chắc chắn dân chủ sẽ phản đối. Có phản đối thì có đem ra để giải quyết. Đó là dấu hiệu cần thiết chứ không phải là dấu hiệu đáng lo. Sự phản đối từ phe đang mang tội gian lận, có bằng chứng nhân chứng hẳn hoi, chứ không phải là chuyện vu vơ như là truyền thông bất lương nói. Ở đây là đối diện với sự thật. Truyền thông bất lương không có phần ở đây. Tuyên truyền đầu độc quần chúng 2 tháng qua đã đủ. Chịu khó đi chơi chỗ khác. Lời nói láo khoét không còn có giá trị gì nữa ở ngay ở chỗ này. Tranh cãi cuối cùng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một, đơn giản, gọn, lẹ nhất. Lấy tổng số phiếu cử tri đoàn của những tiểu bang đang tranh chấp cộng vào số phiếu hiện tại của mỗi bên. Wisconsin 10, Michigan 16, Pennsylvania 20, Georgia 16, Arizona 11, Nevada 6 và New Mexico 5. Tổng cộng là 84. Loại trừ 7 tiểu bang mà Cộng hòa đang tranh chấp, thì Tổng thống Trump có 242 cộng 84 thành là 326. Biden 212 cộng 84 bằng 296. Như vậy Tổng thống Trump vẫn thắng, hoàn toàn hợp với câu số 5
có nội dung không nhắc gì đến con số 270. Nguyên văn là: người có số phiếu cao nhất sẽ làm tổng thống. Thứ hai là trường hợp hai bên không đồng ý thì chỉ còn cách tuyên bố vô hiệu hóa 7 tiểu bang đã gian lận khiến phiếu bầu trở thành đống bùi nhùi. Và quay sang tu chính án số 12. Cơ quan lập pháp của mỗi tiểu bang sẽ chọn ra một người bầu cho ứng viên của đảng mình. Và đương nhiên Tổng thống Trump sẽ ca khúc khải hoàn. Bí đen còn đủ trí thông minh thì phải rút lui ngay vòng đầu, ngay khi có tranh chấp, để khỏi đi đến xấu hổ khi phải dùng đến con số 12. Tuy nhiên còn một phần khác, nguyên văn có vẻ có lợi cho bí đen. Nguyên văn như sau: nhưng khi lưỡng viện quốc hội bất đồng về việc chọn danh sách đại cử tri nào để đếm, thì trong trường hợp đó, những phiếu đại cử tri do bên hành pháp tiểu bang chứng nhận có ấn dấu sẽ được tính. Nhưng đó là trường hợp bầu cử bình thường và chỉ bất đồng về việc chọn bộ cử tri nào để đếm. Trong khi cuộc bầu cử này hoàn toàn khác biệt ở chỗ là bằng chứng gian lận chất cao tới mũi và có nhân chứng hữu thể tại hiện trường hơn cả con số dân biểu và nghị sĩ. Một khi cái thể của sự việc là bất thường thì cái dụng cũng phải bất thường và sự giải quyết cũng nhất định bất thường. Hơn nữa, hàng ngàn bằng chứng gian lận đem bỏ đi đâu? Đem đốt thì kể như là đốt luôn nền Cộng hòa, tước luôn quyền bầu cử của người ngay thẳng. Và hàng trăm nhân chứng tại hiện trường gây án phải làm sao? Trốn sống không được, bịt miệng cũng không thể. Phải làm thế nào là câu hỏi rốt ráo cho trường hợp này. Sau cùng, tin rằng buộc phải có một giải pháp. Lưỡng viện quốc hội sẽ không thể làm ngơ như là không có chuyện gì xảy ra. Không. Không thể nào bỏ qua được. Không thể nào. Và quyết định tối hậu sẽ thuộc về Mike Pence. Ông Mike Pence làm việc đúng đắn là sẽ chọn danh sách đại cử tri của lập pháp của các tiểu bang với ý nghĩa là lập pháp đại diện cho dân chứ không phải là hành pháp. Để chứng minh cho việc làm đúng đắn của mình thì hãy mở cửa quốc hội ra để mà nhìn. Hàng triệu người yêu đất nước đang đứng trước quốc hội đòi trả quyền bầu cử cho họ. Quốc hội đại diện cho dân, làm việc đúng đắn cho dân. Và kèm theo đây là những lý do thuyết phục và hỗ trợ cho quyết định của ông Pence. Thứ nhất là giám đốc tình báo quốc gia ông John Ratcliffe đã bị trì hoãn vì các cơ quan liên hệ đã ngăn cản. Và ông cũng bảo rằng không thể chính trị hóa tin tức tình báo để bỏ qua sự can thiệp của Trung Cộng. Ông sẽ không ký nếu là chỉ có Nga và Iran mà thôi. Có lẽ không thể chờ được lâu hơn. Ngày 2 tháng 1 sắp tới, trước khi dân biểu mới nhậm chức, thì hoặc là trước ngày 6 tháng 1 thì Quốc hội sẽ quyết định đưa ra kết quả bầu cử. Chắc Tổng thống Trump sẽ có bản báo cáo chính thức như là cái búa tạ để sử dụng bằng cách này hay cách khác. Và đặc biệt là giúp cho dân biểu nghị sĩ Cộng hòa không thể không đấu tranh để giải trừ gian lận. Thứ hai là không ai biết ông Barr dính chưởng gì của Tàu hoặc là của chính phủ bịt mặt mà phải lủi thủi ra đi. Như chúng ta đã nói ở bài trước, không biết ông để lại những bằng chứng hoặc là những quà bất ngờ nào cho Tổng thống Trump chờ đúng lúc để sử dụng hay không. Thứ ba là bây giờ bằng chứng và nhân chứng không còn là vấn đề để tìm kiếm nữa. Ngày 17 tháng 12 năm 2020 vừa qua thì ông Peter Navarro đã đưa ra 37 trang trình bày các hình thức gian lận bầu cử, đếm phiếu ở 6 tiểu bang chiến địa. Ngày 26 tháng 12 vừa qua thì bà Sidney Powell đã đưa ra 270 trang trình bày bằng chứng, kể cả yếu tố nước ngoài xen vào bầu cử từ đêm 3 tháng 11. Diễn giải từ không gian thực và không gian ảo qua máy Dominion và Smartmatic. Tài liệu này còn cho biết là có sự thờ ơ của đảng Dân Chủ thả cửa cho nước ngoài can thiệp. Rồi đến luật sư Linwood và Rudy Giuliani đã đúc kết hàng ngàn trang tài liệu gian lận. Có cả hàng khối tài liệu của tổ chức vì dân We the People, Thomas More Society với dự án Amistad Project đã tiến hành điều tra gian lận bầu cử cả 9 tháng trước ngày bầu cử và đã có tố cáo các tiểu bang chiến địa đã tước đoạt quyền bầu cử của người dân. Phil Klein, giám đốc của dự án Amistad, đã yêu cầu tìm cách lưu giữ các bằng chứng và hành vi phạm pháp và yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang phải can thiệp. Tổ chức này cũng đã đưa ra đơn kiện để bảo vệ quyền bầu cử của người dân. Rồi đến vụ tin tặc tấn công qua SolarWinds và phần mềm Orion đã tấn công các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ, nào là
từ nội an đến chính phủ, đến thương mại, đến viện y tế, chương trình hạt nhân, năng lượng, cục an ninh, hạt nhân, v.v. Đó là chưa kể tới đầm lầy đã cạn. Mới đây, CEO của Overstock, ông Patrick Byrne, đã từ chức và ra TV tự thú. Ông đã dính líu trong dịch vụ bí mật cùng với FBI trong thời Obama, đã đưa hối lộ cho bà Clinton 18 triệu đô la nhằm giúp chính phủ ở phía sau điều khiển để chị ta giữ gìn di sản Obamacare 8 năm trước khi vợ của ông, tức là Michelle Obama, ra ứng cử sau đó. Và tóm lại, phương thức chiến đấu của Tổng thống Trump trước sau như một vẫn là xả đầm. Tức là giai đoạn một là phơi bày tất cả sự thật, nào bằng chứng, nhân chứng, vật chứng nhiều và chắc đến không thể chối cãi được. Giai đoạn 2 là củng cố phong trào dân vì nước. Thứ ba là ông nắm giữ những bằng chứng thối nát, phản quốc để mà gõ nhịp nhắc chừng. Nếu không thì ông sẽ buộc phải giải quyết y như là ông đã nói với Tập Cận Bình về Bắc Hàn như sau. Trung Quốc không hành động thì Hoa Kỳ sẽ làm một mình. Cuộc chiến ngày 6 tháng 1 rất cần có tranh cãi. Lấy lễ tự nhiên mà luận thì có tranh cãi mới có giải quyết, và giải quyết toàn thắng về phía Tổng thống Trump. Vì bằng chứng gian lận không thể đốt, nhân chứng không thể đem chôn sống hoặc là bịt miệng được. 75 triệu cử tri ngay thẳng đang chờ ở phía trước. Và sau cùng, bình dân chúng ta bình tĩnh để nhìn sẽ thấy sự gian lận bất chấp giá trị nhân phẩm, bất kể luật pháp của phía Bí Đen và các cơ quan hữu trách của chính phủ thì kể như bị tê liệt. Tất cả những điều này chứng tỏ đây là cuộc chiến sau cùng. Nó đã phơi bày một ý tưởng chỉ cần thắng lần này, cũng là theo phương châm cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh đó là sau khi Bí Đen thắng thì toàn bộ thế giới sẽ thay đổi, Hoa Kỳ sẽ thay đổi đáng kể, không còn ai ngồi đó phàn nàn gì nữa, và lịch sử sẽ phán xét rằng cuộc cướp chính quyền đó là điều đúng. Cũng như Cộng sản Việt Nam cho rằng cuộc cướp chính quyền của Trần Trọng Kim chưa kịp hình thành là đúng, là cần thiết. Và sau cùng, vào ngày 6 tháng 1 tới đây, trận khẩu chiến có thể nổ ra lớn nhất tại Lưỡng viện Quốc hội, giữa những người ngay thẳng còn sót lại trong thời thị phi điên đảo. Đấu trận cuối cùng với phe phù thủy tinh ma, cuồng vọng quyền lực và chủ nghĩa chính trị mị dân, khống chế nhân loại. Xung đột hay là tranh chấp là điều cần thiết chứ không phải là điều lo ngại. Sự bất thường sẽ có lối giải quyết bất thường. Vật chứng tràn ngập thì không thể đốt bỏ. Hàng trăm nhân chứng tại hiện trường và can đảm đứng ra để điểm mặt kẻ gian không thể bị chôn sống hay là bịt miệng được. Sự xâm phạm từ nước ngoài và sự cấu kết từ bên trong của kẻ gian và những tầng phạm không nay thì mai chắc cũng sẽ không thể bỏ qua. Rừng cờ chính nghĩa không thể bị đàn áp. Chính phủ ngầm và đồng sự đã thất thế. Bởi gian lận chớp nhoáng thì thắng, nếu kéo dài thì sẽ bị vạch trần. Như là loài cá, dù to khỏe nhất đại dương, khi bị lôi lên bờ thì cũng sẽ trở thành đống thịt mà thôi. Tổng thống Trump thắng do lẽ phải tự nhiên và biết cách vận dụng một cách sáng suốt và quyết tâm. Biden sẽ nhất định thua, vì trước, sau, chìm, nổi đều là giả. Từ âm sắc Bí Đen sẽ rớt xuống âm huyền thành là bại đền. Cả lũ truyền thông bất lương sẽ bị cái giả của chính mình tát vào mặt. Trung Cộng, chính phủ ngầm và dân chủ sẽ vỡ mộng, chờ tương lai tiêu điều ở phía trước. Tổng thống sẽ chuẩn bị trao quyền cho ứng viên Donald J. Trump thêm 4 năm nữa. Và cuộc sàng lọc trắng đen, chính tà đến hồi phải kết thúc. Kẻ không hiểu chuyện đã tôn vinh cái xấu ác và mưu đồ chính trị khống chế toàn cầu, cũng như những người bảo vệ cái thiện, cái chính nghĩa. Cả hai cùng nhận một kết quả, đó là Hoa Kỳ và thế giới tự do sẽ không thể mất, và Hoa Kỳ sẽ bước sang một thời kỳ sửa trị. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 162 về trận thứ 3 ngày 6 tháng 1 năm 2021, Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2, đến đây đã chấm dứt. Và đặc biệt hôm nay là ngày đầu năm 2021. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục Nói chuyện với bình dân kỳ tới. Và nhân đây, để giúp cho diễn đàn tiếp tục tồn tại và phục vụ mỗi ngày một tốt hơn cho quý vị và các bạn, xin quý vị và các bạn, những ai mà chưa bấm vào subscribe thì hãy bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới, là một đóng góp rất cần thiết cho tất cả chúng ta.
Nếu quý vị và các bạn có thể bấm vào like thì càng tốt. Và xin chân thành cảm ơn. Xin tạm biệt. Bye bye.